Hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại với channel của mình. Thì tập trước thì mình đã sử dụng con anti warrior minh to này để khôi phục lại cái nền kinh tế của mình một xíu. Thì hiện tại mình đang có 48.000 vàng. Mình gặp một cái sự cố trong cái phòng Amber này thì nó gây ra cái điều là team mình sẽ cộng thêm 20% dam và cũng như là nhận thêm 20% dam. Thì có lẽ đây là lúc để tôi thăng tiến mấy cái người đang ở ngưỡng level 2 level 3 anh em ạ. Ok. Tại vì nếu mà đem mấy người tân binh thì mấy người đó deal dam không to, cộng 200 dam thì họ cũng deal không có được tối đa ấy. Cũng như nhận dam nhiều hơn thì họ dễ lan ra chết hơn. Có lẽ là tôi sẽ đem cái tay mạnh nhất vô. Ok. Yuchi Aura Maki để lại đi. Quân chương và Haman. Đi map Chisaru này, Chisuri này anh em ạ. Map rừng ấy. Thì cái map này khá là khó. Nếu mà khó thì nó cũng khó. Map này thì bọn này là bọn thực vật, kiểu nó nằm im đó thôi. Mình đụng nó mới quýnh mình, còn mình không đụng nó cũng chả quýnh mình. Và bọn này nó kháng sức huyết cũng khá là thấp. Và nhưng mà mình giết bọn nó trong đây thì mình sẽ loot được rất là nhiều tiền đó mà. Loot được mấy cái bảo vật của nó ấy. Loot được rất là nhiều tiền luôn. Và trước thì tôi cũng có loot được cái idol Winston này chống bọn Catonic, là cái bọn lão quái thực vật ở trong đây này. Nhưng mà tôi sẽ đem theo luôn. Thì chi cầm thần kiếm đi. Bên đây cầm cái này. Quân chương cầm cái này. Để tăng. Nó quýnh quân chương. Quân chương hên xui hồ máu là được 60%. Cộng cao nít đi. Rồi. Dù chi cầm cái này cộng đam cận chiến nè. Cái này thì cộng chính xác, cộng chiến mạng, cộng đam vô cái bọn Catonic. Thì nó có rất bốn cái giống vậy mà. Mỗi cái nó sẽ chia mỗi khu ấy. Thì nó khá là ok luôn. Hay là búp chiến mạng đúng không? Bên này thì bản thân múc né sẽ cho Haman đi. Rồi Haman đi. Thêm 500 chí mạng hả? Cắm này vô luôn đi. 15% chí mạng. Rồi ok. Haman chí mạng cao đấy. Ra tôi nâng thêm ít chiêu nữa. Vô chỗ của Duy. Kiếm nâng rồi. Ok. Qua lò kinh nghiệm đèn chiêu. Chương quả này tôi chắc nâng thêm chém sức quý đi. Tại vì bọn này nó kháng sức quý khá là thấp. So với tất cả chỉ số kháng của nó thì nó kháng sức quý thấp. Mình sẽ cần cái đó để chém. Tại vì có vài con như là mấy con xương rồng anh em, thì nó có khả năng gọi là phản đam. Thì nếu mà chém đâm tay thì lại không hay lắm. Nó phản lại hơi thốn. Được thì chém sức quý thì ok hơn. Rồi vào đây. Đây thì có cái này của Rusider cộng 15% kháng choáng đúng không? Xuyên kháng choáng. Cộng trừ 100% đam còn đánh, nhưng mà cái choáng tốt hơn thì Rusider thường tôi đưa đâm choáng thôi. Khi nào đánh bọn Holy thì mới lấy đâm tay. Rồi khi mà choáng luôn kẻ thù thì nó sẽ trừ 15% phòng thủ. Khá là ngon. Ok, vào. Đồ của Lucider nhiều đấy. Món này giờ mua hết đồ ăn đi. Mua sẵn. Đi map này anh em nên mua hết cái đống anti venom nha. Tại vì bỏ nó đánh 5 độc. Thứ nhất là mình giải được độc. Thứ hai là tại vì tụi nó thực dẫn cái tụi nó nằm im á, thì mình chỉ cần tưới này lên nè. Có vài con sẽ tưới này lên là sẽ làm tụi nó xíu. Có vài con lấy cái sẵn xúc bát trong cái đầu nó là tụi nó xíu. Cũng có vài con đốt nó xíu. Đấy. Thì nên đem đuốc nè. Sẵn cái này đồ ăn nhiều. Đem thêm ba này đi. Thêm hai này. Rồi ok. Hai cái. Thấy cái đường thì mở rồi. Rồi vào. Vào. Điểm map này thì anh em ưu tiên làm nhiệm vụ chính trước. Còn bộ kia quýnh sao cũng được. Mình làm nhiệm vụ chính để mình chắc chắn một điều là mình có thể rút khỏi chỗ này bất cứ lúc nào. Tại bọn này cũng không phải là yếu đâu. Đùa mới vô có cái này luôn à. Nhưng mà tôi lại không có con gạt. Lấy cái sản xuất này lên cũng được. Cũng được mấy cái này để búp. Cắn vô búp. Cắn cái này vô búp được 100% chí mạng. 100% đam, 500% chí mạng. Nhưng mà đam nhận vào sẽ cộng thêm. Và cái tỷ lệ này nó sẽ phân đổ cho bọn dị tôn giáo thôi. Nhưng mà đúc bộ với bọn dị giáo. Tem tu thì đây, quân chương. Quân chương cắn cái này được. Quân chương cắn này cộng thêm chí mạng nè. Cái cục xương rồng này nè. Mình có thể tưới
Xương rồng này thì mình lấy đúng là anti venom mình tưới lên, và hiện tại không cần quýnh của nó anh em, mà từ từ chưa phải lúc. Tôi tập trung làm vụ chính trước để chắc chắn là tôi có thể rút được, chứ giờ quýnh bọn này mà cứ nhây nhây quýnh bọn nó, tên mình yếu đi thì nó lại không hay lắm. Tại vì giết bọn nó mình sẽ loot được cái cổ vật bọn nó, mà cái cổ vật bọn nó bị debuff mình nha anh em, debuff mình ấy. Nó cứ từ từ không gấp. À đù, bên Haman tôi lại quên cài lại chiêu rồi. Đạn đây. Ồ, dính luôn, dính bốn hàng luôn, hấp dẫn. Cắm revenge đi, chém đi đúng không, chém đi thì chính xác như ba khoảng trăm nín á. Rồi giờ anh búp gì đây, búp tốc độ và búp né. Con này búp một khi bắn chán vô vị trí quân chương hột. Ok, co cụm lại, mấy này giờ có chiêu của mấy con mấy con cuốn chiếu à, đánh vô quân chương. Thêm quả bom đi. Ok, phá được này. Ui, quả bom ok, đánh vô vị trí du chi. Bên này không chán được này, bộ máu chi đi. Rồi cút. Quả này đứng bắn ba xong lát nữa mà ham anh chọi cho đạn vô liều 4 rồi. Mấy này máu giấy. Cút mày, thùi 43 máu. Đồ chém giờ tích đam sẵn là ngon. Ồ nó phê, thiếu một đam ở đây. Á quân chương đang rất mạnh, đừng nhờ quân chương. Cái này tôi đổ là hành chiêu này. Rồi đấy, mấy cái từ trắng cũng sẽ sử dụng anti venom chứ đâu có sùng sản đâu này. Nên mua hướng bình anti venom này. Bỏ con cóc, nên dưới con cóc trước, tại vì con cóc nó sẽ để đỡ ra. Quả này tôi lại để quên để quân chương lại vị trí này rồi. Thằng này 12 máu, cắm cái này vô đi. 12 máu và 700 phòng thủ. Kháng sức huyết 40. Bắn mày luôn à. Mày để ham anh chơi nó. Giờ tôi đảo đội hình để kéo hai killer đi là đẹp rồi. Kéo hai này lên giết. Ồ, hình giết con cóc chứ. Mình lại quên mất. Bắn cái này đi. Ok, bây giờ làm gì vậy? Máu lịch cái gì vậy? Trừ 20% đam của tên tôi. Kinh đấy thằng nhóc. Kinh đấy thằng nhóc. 12% kháng Blitz. Đánh vô vị trí của Aura. Bên đây. Bắn mày luôn nè. Súng quyết nhiều vô. Kháng chán 50% hả? Hồi nãy tôi cũng đem thêm cái kháng chán cho Aura nhờ. À, tăng khả năng xuyên chán cho Aura nhờ. Ui dạ. Mày đi bút dữ luôn em. Ok, tạt vô vị trí của Haman. Chết. Lại giết này nó đẻ đỡ ra lại không may. Đánh vô vị trí. Trời ơi, má phun độc 29 máu. What the fuck edit. Đồ. Đồ. Tạm biệt mày. Chém này đi. Má này châu vậy. Thằng này ăn gì châu vậy. Rồi, nó cho tên mình hồ máu luôn. Đây có một cái rương. Mấy chìa khóa mở ra không được luôn. Ui da, ui da mẹ rương giả. Quên mất. Khu này cũng có mấy cái rương giả. Má mình bị nó dụ rồi. Phải ở đây mà cứ ngán tay chân đụng đụng là kết cục là như vậy. 5 đam. Không sao. Cứ dồn giết nhanh hai thằng là được. Bọn này máu cũng khá là giấy. Ây da, máu nó thốn. Bộ máu vô. À nãy mình dính cái lít chinh lên đây mà. Thì giờ cái đó mỗi lần mình xài chiêu búp hay là gì đó nó sẽ nổ độc. Nãy quên chỉ vô độc nữa. Nổ độc và cũng như là hồ máu cho hàng bên kia. 12. Má châu cái gì. Nó giảm đam của mình dữ ta. Giảm 200 đam rồi. À tôi chưa cấm revenge, giờ cũng cấm revenge này. Ăn cái này vô mày.
Ủa, nó đánh dính mình nhưng mình hồi lại máu được. Đánh Yuchi má phê. Phê vãi lìn. Cung. Người tiếp theo. Ăn thua quá. Xong rồi chắc cắm chạy quá, đánh đầu á. Đánh đầu á. Vậy. Ờ. 5% mất 10% máu. Ác ma bơm máu vô chi thành công, máu chí mạng. Bên đây bắn chết này đi. Có số quyết là có chết. Máu bọn này regen rất là ghê nha anh em. Trong cái đám tướng của mình cũng có một con tướng rồi là cướp cái chỉ số regen này cũng khá là ngon. Mà mốt để con nó đi chiên cái khu này. Con veo lẹt gì ấy. Mà nó đốt đầu á. Còn 4 máu thôi. Khỏi sao nộp đi phí. Ok. Hâm anh phải giết này hoặc là đẩy nó đây. Bắn mày luôn à. Du chi. Ừ chi hồng áo đi. Thì già má thốn. Má đốt thốn ác. Trời này chắc giờ đánh cự chiến không, không đánh vô vị trí của quân chư. Bên đây cắm hồng áo xuống. Rồi. Hồng áo rồi. Từ hồi phục từ từ lại. Ok nổ mà không bị dính đâu. Bông máu nguyên tim. Hồng áo còn chưa giết đi. Rồi. Đấy, dưới bộ này là sẽ được cái này. Mấy cái cục này. Anh em có thể thấy là nó cộng tới 1000 tiền. Một cục này là cộng 1000 tiền nhưng mà bị cái mình cầm trên người là debuff mình anh em ạ. Debuff tem mình. Quả này thì một có khả năng bị xuất huyết, 3 xuất huyết trong vòng một tên. Còn bên đây thì 10% tan bị phục kích, 33% bị ăn bớt, 10% mình phục kích tem nó, 33% tan mình bị phục kích. Nghe hơi khoai khoai đó. Nhưng mà đó là cái giá phải trả này mà. Cứ lụm vô đi tính. Tiền mà. Ăn há đồ ăn đi. Quá là chưa cần cắm trại đâu. Rồi đi tiếp thôi. Cứ tập trung làm vụ trước đi, đừng có đụng vô mấy cây. Quả này thì đây đốt này đi. Máu này cũng không quá dài. Rồi giảm si chết nhận vào đó. Ok. Ủa surprise luôn rồi. Hấy má cầm vô cái bị surprise. Chắc dụng cái này quá. Cái này nguy hiểm. Có 1000 tiền rồi. Má lại 5% lại bị nữa. Đây. Đợi manh Haman lui trước. Giờ mà aura lui xuống Haman lui cũng được. Phá tàn hình. Má phá hình phản 10 đam. Hồi lại được 16 máu. Rất ngon. Đánh vô vị trí của aura. Xì chết aura cấm revenge. Sao Haman đi chậm vậy. Haman 7 tốc độ mà lui đây. Rồi. Căng quá để ra đánh luôn cũng được. 12-22 nè. 12-22 chém hụt luôn. Đậu không có luôn. Nó không chưa mà cũng chém hụt nữa à. Đánh vô vị trí của Vettel. 4 xuất huyết. Bắn này đi. Cút chưa. Hai tên nó cút. Không quá. Lui. Tên sao nó cút rồi. Má đang đi liên tục dí vô vị trí của aura. Bơm máu ra bro. Con rắn này trâu nè. Nhưng mà chém nó không chết được. 84%. Húp. Ok. Liên tục. Liên tục dí vào vị trí của aura. Đánh như chỉ 22 máu. Chí mẹ 22 máu. Dù chỉ rất trâu. Bơm máu đây. Ok. Cút. Bơm máu đây. Cú người, cú người, cú người. Má thấu quá. Du chi chém. Chuẩn bị cắm trại đi là vừa.
đau đớn đậu. Tôi đem cái tem gọi là ở cái ngưỡng mạnh nhất rồi đấy mà đánh cho bọn này vẫn chật vật quá lên, chật vật quá lên. Bên đây cắm này đi, quăng áo chàng tàng hình qua cho Aura đi. Aura bị quýnh dữ quá, cắn cái háng sức quyết vô mà không có nữa rồi. Ok, xóa này cho Battle, xóa cái tự nhiên mất máu rồi. Ok, xóa được rồi. Mà không biết trước mặt có người luôn nè, trước mặt có người rồi, nguy do ra đấy. Không có hai cái chạy hồi map này anh em có thể thấy là rất ngắn nha, mặc dù là map tầm trung đi tầm vài ô là cấm chạy à, nhưng mà đừng có đụng vô mấy cây là được. Map này đừng ngứa tay đụng vô mấy cây là được, mà hứa sẽ ổn thôi. Hồi máu trước đi tính. Ok, rồi quên bật Ambush nữa, rồi chấm Ambush nữa. Đậu Hồng Dũng này đi anh em, má ngàn tiền này nguy hiểm quá. Ý, đừng ngứa tay. Xin lại là ham hoa anh, mày để tôi đi búp nó, để gã độc lên người nó trước đã. Mày đúng ngứa tay gì vậy mà xá rồi, xá cái gì đó cho ham anh bị ngứa tay. Chắc là cái này rồi, cái thói quen ăn cướp rồi. Xít thật đó bà ru à, không sao mấy này máu giấy, không có mấy con xương rồng là được. Ok, đánh vô. Một này đánh tàn dính thôi, rồi đánh tên thủ đánh tàn dính thôi. Cắm revenge đi chém mới chết được, không revenge là không one hit được mấy này. Một máu nguyên tim. Ừ ngon, quân chương không đầy cây quân chương nổ crit. Họ máu ở trong này sao relation bục phản đòn lên, vô chi chém cái nó cút rồi. Phản đòn nó hồi máu nha anh em, này nó bật khoảng đòn lên là mỗi lần nó đánh là nó hồi máu ấy. Bởi bọn này cái sức sống sinh tồn nó trâu luôn, tụi nó thực vật sức sinh tồn nó rất là ghê luôn ấy. Mà đứng trước mặt Yuchi thì một chặt là nó cút rồi. Ok, mình không biết quân chưa quán một cái nó cút không đây. Full down là nó cút thì là chiếc mạng 20%, không đủ ra một cắn là hồi máu. Hồi máu chính mình đi, tập trung heal đi. Ui da, ui da đậu bệnh luôn. Má 15 năm độc hai thằng. Ui da má chiêu nguy hiểm vãi liền chiêu quan độc. Cơ hội sẽ chết nguyên team. Đúng là Yuchi đùi xá quýt này luôn ngon á. 4% mày cút. Phơ quá cắn này vô. 85 bắn rồi, chưa chắc nó chết. Chém đi chưa chắc. Ây da, đụ họng mày. Bơm máu nguyên tim. Hả, bơm hiệu có 4 máu à. Bắn giết cụ luôn à, không xuất huyết được. Quăng độc vô vị trí của không quăng được, không dính độc rồi ạ. Phá cái sáng rồi đi. Làm gì đây, đánh vô chi vô chi à, chiêu quăng mũ anh tiêu qua rồi nè. À này giảm né cút. Ok, bông máu chính mình vô chi hồng máu đi rồi, tên sao giết nó là ok rồi. Bông máu nguyên tim, bơm máu cho hoa Aura. Yuchi chém nó, Yuchi chém hụt. Quân chương chém dính lụm gì đây, trừ chính xác à, trừ 500 do thám à, cái này được. Ồ à, trừ khả năng hồ máu nhưng mà chiêu divide thì sẽ giải được đam đốt, cái này cũng ok. Tổ đốt nãy giờ cũng hơi ghê đấy, mà giờ dùng cái gì là vấn đề.
chiêu này của mình sẽ cầm được xuất huyết đồ. Giúp 30 vàng trước đi. Áo chàng này cũng cần thiết nè. Rồi ok. Ây da, what the fuck? Hồ đá lăng. Nguyên tay móc máu luôn. Đừng ngứa tay nữa, what the fuck bro. Đủ không ham ma báo phải liền. Tombo một người luôn. À mà bao qua mà ơi. Bao nhiêu phần trăm vậy? 35%. Có cái liền nó đi 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 giống máu này nguy hiểm nha. Bình ru. Bắn này đi. Để làm cái. Mà báo quá báo. Thêm cái liền này mẹ lâu lâu buồn buồn cái sức huyết nữa nguy hiểm quá. Cúc mày. Chết chưa? Chưa. Tên sao chưa chết ông sao quả này giờ Hanman bắn cái là cúc rồi. Cũng độc vô Hanman. Quăng quăng giảm đam Hanman. Rồi tăng đam vô Hanman chứ. Tăng đam Tekken. Smok nè. Smok là một thằng cúc nè. Dù chi chém lần này cúc mà không được. Không đủ đam, chưa bắn ba là lậu cơ rồi. Đánh Yu Chi. Đừng ngứa tay nha Hanman. 35% chắc cũng ngứa hay mấy pha nữa đấy. Tôi thấy máu còn dài. Chứ có lẽ sẽ ngứa hay mấy pha nữa đấy. Ơi. Hồ máu bắt đầu yếu đi đó. Ồ, Yu Chi hồ máu hay. Yu Chi nổ cái này, Yu Chi bị bleed. Nhưng mà Aura có chiêu cầm này rồi. Tính ra nếu mà có chiêu cầm cầm máu đó thì có thể gọi là bơm một lượng máu rất kinh luôn ấy. Thì xá luôn cả đống này mà. Nè. Đồ xịn sò liền. Đây mà đã phá đống xác đi. Gì đấy? Đánh vô quân trường. Quân trường hồ. Quân trường tự hồ máu crit luôn. Rất kinh. Mà cái đồ đúng là test. Test khúc đầu. Cúc không dính. Cúc không dính luôn. Né gừa. Má mùi né né dữ luôn. Đánh vô quân trường tiếp. Quân trường đang rất đau đớn. Hồ máu quân trường nữa. Bông máu quân tim. Bên đây hồ máu quân trường đi. Rồi. Cúc mày lại né nữa. Áo mày. Và lưng né gơ. Mà lưng nó quýnh luôn chưa à. Bô máu luôn chưa nè. Bô máu đâu ra nè. Nào quá tôi câu tên đâu chịu á. Chém. Giỡn né hoài. Nhìn nữa đây. Quá chinh kẹt quá trời luôn. Quá trời quá đất luôn anh em ơi. Giờ sao đây ta? Dạ, bán máy này cũng được có ngàn vàng. Giờ dục 2 vàng lấy ngàn vàng thì có đáng không? Bỏ mấy cái đúa đi. Map còn dài ấy. Mà dục cái gì đây? Ok. Hơi phí phạm nhưng mà chịu. Thôi vậy cũng được. Vậy đừng có ngứa tay giao chặt. Cái gì nữa? Fuck. Má Dio quýnh trận, Dio quýnh trận. Bị gì? Bị ru. Ôi ông nội này, hai ông nội này. Bên đây 35, 35. Ma gì chết mẹ đi máu này tan. Shit. Shit thật. Oh no.
Má, khi những thằng cướp đi vô map kho báu, kho báu trong rừng già, lòng tham của mấy thằng cướp sẽ dẫn chúng ta tới địa ngục. Nhanh thôi. Ủa lùi, trâu dữ rồi, 50 máu luôn à. Bọn này tàn đi gen đánh vô chứ Yuchi. Yuchi cộng 2500 ta nhận vào vô revenge đúng không? À, nó giảm né thôi. Bắn hàng sao đi. Ủa, 15. Một số quyết được. Bắn vô vị trí quân trường. Ủa, chưa bắn lại quả này nó phản nữa. Nhưng mà phải bắn thôi, chết luôn là hay. Yuchi chém này chết luôn là đẹp nè. Giải độc cho quân trường đi. Ok. Mày sao cơ? Đánh vô chưa hột. Chi quả này cầm động đi. Tôi thấy là quả này chắc không xài được bình động nào đâu. Tôi hứa tay tôi nó sờ vô hết rồi thì làm sao mà xài. Tại như chơi hệ ngứa tay không à. Hàm làm chứ mà ngứa tay nữa. Cút. Cút. Người tiếp theo. Quân chương phá đống sáng này là đẹp, 7 máu, hồi lại được, máu tiếp. Bắn phá đống sáng này đi. Quân chưa đi chậm thế. Bộ máu đây. Bộ 14 máu, clip 14 máu. Rất ngon. Đang hồ máu đang rất nhiều. Ai bị dính độc. Bên đây dính độc nhiều nè, cầm máu đây. Bên đây, bắn 3 để Quân chi chém này nè. Mày chó này né ghê ta. Có 10 né mà né ảo thiệt á. Bắn Quân chi. Mày né ảo nè, né ảo nè. Né nữa đi. Vậy mà né nữa đi. Mà lô mắt trong cần đâu. Ok. Đùa bọn này à. Bọn này hình như là mình đưa đồ cho nó sẽ cho mình đồ hả. Thằng này là nếu mình đưa cho nó cái trang sức này thì sẽ hồ máu nguyên tim. Hồ máu nguyên tim mình Red Serum thì cộng thêm 1500 dam. Nếu như mà máu dưới 50%. Cái gì ngon vậy trời. Đưa muối cho nó thì nó trừ sẽ chết nguyên tim mà. Không phải. Tôi đọc lộn con. Thằng này thì à đưa mấy cái màu tím tím này cho nó là nó sẽ đưa cho mình trinh kẹt anh em à. Bọn nó là cái bọn thu gom cái đống này. Để tôi coi. Mình sẽ đổi cái này thành tiền đi. Rồi. Xúc quyết nè. Secure it and march on. We still have much to do. Giờ sao? Cục này mấy ăn vàng đấy. Đồ ăn này đâu có dục được. Trăm quả đú đi. Gom cái này đi. Mày muốn đổi không? Mày đổi lần hả? Đáng lẽ mày đổi hết cái nóng này ra tiền giùm tao thì ngon. Đậu họng mày. Da má cái... Bắt đầu tôi thấy gung gung. Má gặp cái này nó ngứa nghề. Ngứa nghề cướp Nguyễn Bá Linh. Đi máu này mà đi khúc này đi nó ít va chạm. Đừng ngứa. Ây da, đụ không thấy cái bẫy. Không đỡ được quả đó đây quýnh lộn. Dục. Chờ lát nữa cũng đi vòng qua đống này coi lỡ nó có cái cây cổ thụ lấy được cái bơ hồ máu thì ngon. Bơ tăng khả năng hồ máu nhận vào thì ngon. Bắn đi mấy nhện này bắn 3 cái là nó nằm à. Ok. Hồ máu đi. Ngon. Hồi giờ mạnh ấy. Cũng chưa nhớ quả này giờ luôn dính không dính cũng quan trọng. Mà sao bọn này liên nhanh được. Skipper. Bọn này mà liên nhanh được. Dính luôn. Cắn vô trí của Yuchi. Quả này bắn cái này chơi. Chắc lấy Yuchi ra đem chiêu chém 2 đi.
có mấy con này cắt ké rồi chém hai nhanh hơn. Rồi hồ máu đây luôn, gì vậy, hồ bắn hụt luôn. Ảo ma tự dựng máu mình bị giống với tò quá. Rồi anh Go Felix này hồi 4 độc 5 tên má rất phê, giết này đi. Rồi bắt đầu hồ máu lại dần. Hồi chi đang họ crit liên tục này, bắn vô chi à, để nó cắn được cái lùi ra. Mấy tổ đi nhanh nào, nhanh cầm độc cái này cái. Ok mày cút. Người tiếp theo vào lô mát trong cần đâu. Đừng ngửa tay đụng vô nó, xúc cái này đi. Ok đây cái này nhiều nhờ, cái này là xài độc rồi. Quanh đây không biết có cho thám không, đi đây. Đừng ngửa tay nha, đánh nhau đây. Còn bọn này nhanh. Ồ tôi kêu để Yuki chém hai mà quên mất. Không sao, bắn luôn nè, hụt nè, không giống nãy rồi. Hồ máu nguyên tim nè. Bên này bắn 7 đam nè. Chém luôn thì có 34% thôi. Cộng tốc độ cho bản thân đi, ok. Đi nhanh giết mấy này cái. Hổ bả mấy anh bắn đi bắn khùng. Mà anh không búp mà mấy anh bắn đi bắn khùng. Rồi tém đi nhanh á. Ok rải quả độc rải quả súng rồi ra. Đấn vô chi chia 400 độc 3 tên rồi. Húp giết này được không, giết này luôn đi, không dính. Cắn độc vô chi. Ừ vậy đi, bơm máu luôn lần nè. Đó má va lùa, va lùa vãi lìn, đánh vô chi hụt lùa. Quả này lụm được cuốn sách của cái tò ngon á. Đi cái map này bọn này nó đánh ông đốt nhiều, mày đánh tao hụt nữa không chịu. Bọn này né gớm á, giống chi dữ à. Ôi 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 ảo rồi đó, tôi quay ảo rồi đó, tôi quay hai bắn phát hồi chết một khúc. Ảo rồi đó, tôi quay cầm máu chi. Quả này chặt máu vô chi giật đến đò quá này. Ồ phê hồ máu cờ biết nữa nào, máy hám vô chi dữ à. Này là bút kháng bệnh đúng không? Ok tính là đem cái này cũng không không tính xài luôn, không xài được chắc phải dục thôi. Bộ máu chi đi, cũng chưa giết này luôn đi. Rồi dục cộng healing revive à, ammunition à, hái dùng cái sẻn luôn trời. Dùng cái sẻn nghe hơi nguy hiểm đấy, cắm chạy quá này đi. Chưa cái này cũng quan trọng nè ha. Khó bỏ tiền, khó quá bỏ tiền. Rồi tiếp qua đây. Rồi không có gì luôn, không có gì luôn em ơi. Ok xuống đây.
Đủ đồ ăn để cắm trại lần nữa thôi. Tiếp. Anh em thấy quýnh lộn rất nhiều, nãy giờ tôi bỏ, tôi đã không đụng với tụi nó. Chứ mà muốn ăn hết cái đống này cũng hơi mệt á. Đánh chị gọi là đánh nhau liên miên triền miên luôn. Đền mà không có sức chịu đựng cao là đậu, chỉ có cút trong map này thôi. Rồi lại hứa tại. Má mà vấn đề là tôi không có control được cái việc mà tôi muốn đánh hay không, mẹ nó cứ ngứa ngứa tay. Thói quen trộm cướp. Ồ, cơ hội à. Nãy giờ mới được đánh dấu một cái. À, với tôi vô đây tàn hiệu thôi chứ đâu có đánh được, đâu có chán được cái nào đâu. Revenge lên. Đánh vô vị trí Yuchi. Rồi đi bút đứt trên Yuchi nhưng nó không phải là vấn đề. Am Yuchi tiếp. Nó không phải là vấn đề. Thì Yuchi bút rồi sẽ không bút nữa. Bật phản đòn lên, giết này đi. Cũng chưa bắn cái này chết cũng khó. Bơm máu nguyên tìm 12 máu ở đây. Chị rồi, lướt trên vô. Lướt trên vô vị trí của Aura chịu rồi. 2443 full down mà nó cút. Ôi da. Không sao, có quân chương ở đây. Nó đánh hai. Hên quá dính con người rồi, họ chết luôn rồi, nổ đam của chim chết luôn rồi. À, ông ra chết luôn rồi. Húp. 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 Quá phản dữ. Tạm biệt mày. Trừ khi hai nẻ hiu kịp, họ đi nhanh quá nó cút luôn rồi. Một đây bông máu đi. Dù chi gạt cái này đi rồi. Có khi quân chưa gạt cái nó đi luôn á chứ. Không đủ đam. 7 đam. Ừ. Bây giờ nãy khôn dựt về thiếp. Chứ mà nó dựt về đứng đó tôi đập nó chết. Con này cầm máu qua đây đi. Rồi. Mày láo này. Người tiếp theo. Bữa nay Healing team. Giết này đi. Giờ mỗi ham man sợ được vô này hỏi gì. Heal đi. Heal đi để quân chương phá sang này là giết được. Cơ đánh dấu vô vị trí quân chương. Quân chương phá sáng này đi. Bên này bơm máu vô Aura. Mà bơm máu cho Aura. Aura bơm máu cho quân chương. Chi giết này là ok. Đánh vô chi. Mày chạy đâu nữa. Mày chạy đi đâu 78 đam. Mày chạy đi đâu nữa. Há một map đánh khoai vãi liền. Gồm 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 anh em ơi. Gồm gồm. Chắc là không xài sẻn nữa đâu nhờ. Đây 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 đây. Cái này không value bằng này đâu. Cái này 2.000 tiền. Ôi cái này bị âm bớt. Dục đi. Mấy cái này được để một người. Ok. Rồi 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 rồi, ngon đấy. Cắm trại đây, cắm trại đây rồi bắt đầu quýnh lộn nè. Quýnh khi nào mình gom đủ ba lô mình rút. Quân chương hồi xì chết đây. Hồi xì chết đây. Bật rồ tắt lên. Bên đây tự kỷ được. Bên đây tự kỷ được nè. Đấy. Rồi. Ok. Âm bớt à. Rồi, mấy này dễ. Hồi đã bị chi, hồi đẩy vô chi chỉ dưới luôn. Không sao đó, không phải là vấn đề, lui hai ô là xong rồi. Nếu mà ham ăn đi trước, revenge. Hồi ham ăn hay là ông ra đi trước gì cũng lui lại được. Air Swarm. Lưu đây. Lưu đây rồi ok. Bắn đây.
Giết tụi nó. Giết tụi nó. Mày dám ăn bớt tụi tao phải không? Nó đang ngủ với ông chích. Chết vô vị trí của quân trường. Đấm vô vị trí vô chi hụt. Bên đây cắm cái này vô đây. Đỡ hồng áo rồi. Tôi sợ là bọn này quýnh bệnh thôi chứ mà. Mày choáng luôn rất ghê. Đấy hồng áo quân tim. Cút con này không dính luôn. Quân trường. Quân trường mắng dính à. Mấy này quay heo vô chi chém khó. Mấy này né ghê. Mấy này 4% phòng thủ luôn à. Ông mà trâu với mày. Da dày. Hàng gì nó máu giấy. Bộ máu chính mình đi. Ok cắn chán vô chi. Vô chi chán không vô chi không chán. Quân chưa lụp này lại tiếp tục né. Đầu không né 17. Né 17. Bộ máu chính mình tiếp. Này thì một cái lại né. Đậu không. Né nè. Ồ cái này là phần thưởng của map bên kia mà lấy được luôn. Cái lệnh này thế nào cũng giả à. Má chắc luôn anh em. Cái lệnh này. Tôi nghĩ là nó là giả đấy. Không biết giả hay không, lấy cái sẻn để gõ đầu nó cả. Mà sẻn tôi dục rồi. Đi xuống đây đi. Ok, dính 7. Be more careful. Gì đây? Này là gì đây? Cái này thì xài sẵn. Xài sẵn thì mình được tăng chí mạng hả? À, cái này xài cái thuốc lên là mình được hò máu. Cái này để búp thôi chứ nó không ra quái. Cái này búp anh em à. Búp chứ nó không ra quái. À không phải. Mình sờ vô nó vẫn ra quái. Sờ luôn từ bây giờ bắt đầu sờ nè. Sờ để xài hết đóng này đi. Nào cũng mấy con ong. Bộ máu lên tim. Farm tới, thời gian farm tới. Cấm revenge. Phạm quá đống này đi lui. Bắn vô đây. Ok bật phản đòn. Bắn vô đây. Hay tàn phản đòn này, phản đòn độc nha. Phản đòn này. Đi rong đồng. Phản đồ giống siêu wrecker. Cắm cái này vô đây. Rồi nó đánh là mình hồn máu. Cắn vô chiếu chiêu 19 máu rất phê. Cuối đã siêu rồng đánh nó phản đòn nè. Bộ máu đây. Mày nhờ cái tao hả? Mà đánh gì chưa không đánh được. Ăn cái vô mày. Ok đánh vô vị trí của ông ra. Bên đây Yuchi đang bị đốt đau rất nhiều. Chém mày đi. Đó phản đòn. Cầm máu vô chi. Cầm đi vô chiêu nó hồi. Mày phản à. Phản 21. Má phản đau quá liền em mà má. Mấy con xương rồng đánh vô chi gần đét to. Rất nguy hiểm. Đam càng to càng nguy hiểm. Tại cái ngưỡng máu vô đó mà mình lỡ mình chém trăm mấy đam rồi cũng không ăn cho hết luôn. Ăn cho hết luôn anh em. Bộ máu vô chi. Bơm máu đây. Dù chi chém 59. Bắn này ra. Và bộ máu chi dần dần là đẹp rồi. Đi vô đây. Chém vô vị trí của Haman. Đấy, nó lại được đi trước chém vô vị trí của quân trường. Đậu phỏng nó. Bơm máu đây. Bộ máu chính mình. Từ câu câu xíu. Là dính nhiều độc.
bốn máu đây. Cút mày. Đó, gom cái này luôn, cái này có rồi. Chơi tiếp. Đâu không tính nữa, cái cục này mà tôi quên búp hoài luôn á. Búp nó tăng chí mạng lên. Này là xà độc đúng không ta? Tôi coi. Cái này là thằng này thì đúng là xà độc thật. Xà độc thì mình sẽ giảm khả năng hồi máu nó xuống. Ok. Ồ lại là xương gồng. Này giảm khả năng hồi máu của nó. Cơ búp lên, búp phản đòn lên. Bộ máu đây. Bộ máu tiếp. Thì mất công nó quanh hết được vô chi đấy. Đánh vô vị trí quân trường dính luôn. Hỏa này. Che vô này. Bắn này đi. Ok. Rồi. Bơm máu tiếp hoặc là bơm máu tiếp đi. Đánh vô vị trí ham ma 5 máu. Không sao. Hồi mấy này chém đi nhắm khùng gì vậy? Mày chém đi nhắm khùng gì vậy? Xúc huyết đúng không? Bắn xúc huyết thù 27. Má nó phản nhiều máu vậy? À, phê. Này đánh xúc huyết nó ổn hơn. Thì giờ quân chương chém cái là quân chương đã đo luôn. 14 má phản đau. Nhẹ bờ ru. Xúc huyết nó được rồi. Máu quân chương cái. Nó đánh một lần thì nguy hiểm với lần. Bơm máu quân chương. Dĩ nhiên này đi. Bây giờ nó chích điện vô vị trí của Haman. Mày cút. Không cút được. Đánh vô vị trí của Du Chi không được. Bơm máu cho quân chương. Bơm máu quân chương tiếp. Cút mày. Chị giết này luôn đi. Nó đánh Du Chi trước. Mà này giờ hết đam rồi, bơm máu xíu không được. Bơm máu đánh thêm vài trận nữa. Chưa xong cái ngoài đâu. Chắc lấy tôi dục cái này luôn. Gom tiền vô. Bộ máu chính mình. Bộ máu ở đây. Chém mày luôn nè. Ok. Đấy, hấp ở đây mày. Hấp vô. Dục mày đi. Chầm đú. Coi sức quyết không không. Go. Cái cục này là cục xương gồng đúng không? Thôi làm biến đánh bọn xương gồng quả liền anh em mà. Mẹ bọn xương gồng phản đau, đau quá đó. Xương gồng cũng xài được luôn. Xương gồng cũng xài anti-venom được luôn. Rồi. Một cục xương gồng với 2-3 cục xương gồng thì căng quá. Quả này chưa bắn lên sót cái đậu phỏng nó phản. Thằng này cũng phản đòn. Bộ máu nguyên tên. Rơi che trong này. Xương gồng không có phòng thủ. Thời gian sau mình cũng đảo rồi hình nè. Nãy giờ mình cứ bắn cái đòn 7 đam. Khởi dở chỗ đó. Bắn đòn 7 đam hoài nó lại không hay. Cười. Nó phản tầm 2500 đam ấy. Mà tại vì nãy Du Chi đam nhận vào cao nè. Nên quả chém tôi tưởng là 50%. Nãy giờ quân kia bắn 4. Ồ, hồ máu còn rít rất ngon. Đến từ vị trí của quân chương. Bên này heal bên này đi. Rồi, giết này đi. Âm anh giết này. Để anh em lần trước công vô hàng này.
ham ham giết này đi. Rồi nó chết rồi. Cúc mà. Phê. Phê nè. Phê nè. Người tiếp theo đánh vô vị trí của Vettel. Hả, tính ra một tập này đánh cái map này thôi chứ. Đánh map này một tập duy nhất thôi. Không tập thứ hai luôn. Ấy giờ không phải. Không được đánh trận thứ hai luôn. Đậu đánh map này một tiếng một rồi. Khoai vãi liền đi em ạ. Giảm đam này luôn đi. Đánh nó què giò. Bộ máu ở đây. Đánh vô vị trí du chi. Bắn ba. Rồi. Mày cút. Mày chưa chết nè. Ok. Gom mạnh. Gì đây? Chắc rút được đấy. Hoặc là lì đánh thêm trận nữa cũng được. Xài ham độc đi đánh thêm trận nữa cũng được. Trận cuối cùng. Mình còn 8 cái đồ ăn. Coi đánh trận cuối cùng anh em không? Mẹ cái gương của đây là tàn gương giả không ấy. Ảo ma lắm. Revenge. Trận cuối. Để cho tôi để cho ông ra nổ meltdown luôn. Để có nổ trắng, nổ trắng đỡ tốn tiền về hồi xì chép. Bên đây nãy giờ dở đánh nãy super tụi nó. Đảo đội hình tụi nó. Không đảo được nhờ. Ồ đứng vững nha. Một áo yên tem đi. Cũng không vững lắm. Con này vững nè. Bắn ra. Thằng lừa này cháu không ừ gian gì sao. Hút cái đầu lên. Hút cái đầu lên. Bút phản đòn lên. Cũng chưa mắng một hit là đi là ngon á. Cúc mày. Cái cục này không biết bán được nhiêu tiền. Không biết cục này đem về được không để tôi coi. Ui da. Đau quá tụi bay. Bút máu yêu chi. Bên này bắn chích cụ rồi đi. Khi lộn đạn rồi nhưng mà không sao. Cúc mày. Cắn vô chi ơi, cắn quân chương hồi leo máu. Chi giết được này rồi. Cắn hai rồi hồi thêm 10 máu. Ôi bị đẩy gì sao rồi này ngứa rồi chạy lên. Hù ừ hù nó đi đúng rồi. Quân chương. Ôi bốn máu luôn. Quá cả cứt. 9-19 à khó. Bắn cái số quý vô đi. Ôi bắn cái đạn xi giáp chết á. 12-26 nè. 12-26 bắn 15 nó lại hút được máu. Đậu không hút. Mày đậu né luôn. Trận cuối nguy đấy. Hồi đạn này vậy sao tiếp hút đầu lên. Không được không dính. Quân chưa giết được này rồi. 8-15 14 lộn. Người tiếp theo. Ham anh giết này đi. Thằng này chắc hút cái đầu lên tiếp. Ủa mà đứng vị trí 3 nó hút cái đầu lên tiếp. Đi cầm máu quân chương đi. Mày láo này. Bên đây. Từ tôi câu tên cho. Bên đây mèo đau cái. Lão phá sát bà rồi. Để hút đầu hay hơn. Ồ, nó vẫn hút tiếp tục hút đầu. Hơi chán luôn. Ghê. Rồi bắn nó chết á. Từ từ. Để bỏ lượt. Để hồng áo đây. Thì ra được hồi xì chết cho mấy tổ nữa. Một lần bỏ lượt nữa. Ừ đúng rồi hù vô đi đúng rồi. Trắng nè. Ừ. Đỡ tốn ngàn vàng. Đỡ tốn ngàn vàng. Còn tem đang hiếu sụp mà. Thấy nhẫn ba luôn. Đúng là cái tập 2 tôi quyết định mua là hợp lý với liền nè. Sau một thời gian suy nghĩ mua nó đúng hợp lý.
mỗi lần món nó trắng là tôi thấy nó hợp lý quá liền nè. Ok, gom gom sủi em ơi. Này được 2.000 vàng, cái này quan trọng hơn nè. Tính ra đây gom được cái đống này cũng ngon chứ. Cái này không biết đem về có bán được không. Để tôi coi. Cái này 2.000 vàng. Đâu thử nha, thử coi cái này bán được không. Cái này bán được thì giờ mới muốn coi bán. Nó không có ghi giá, không biết là bán được không. Hay là đem về trận sau nữa xài hay gì đó. Đâu bán được đâu. Ủa 50 cái này luôn hả. Húp. Lên level 3 rồi. Ok. Sao mạc thì là Valomax thì Jisoo này farm cái trang sức đó nhiều hơn. Không gơ cục kia đem về không bán được. Hồi nãy mình thấy kia được 2.000 tiền rồi. Phan kia lên nó bài thắng được 5.000 vàng. Đù. Không phải đánh lộn thắng chứ. Được 5.000 vàng. Hôm nay kẹo con hồi được 50 chết đúng không. Chủ được bệnh này rồi ok. Hồi để tập sau làm hậu cần cái này mà. Tập sau làm hậu cần. Rồi nó làm tập này luôn đi. Bên đây thêm con máy tàu nè. Con này chưa có nè. Ammunition có rồi đúng không. Quả này thì không, mình để tập sau đi. Tập sau làm cái này. Tại vì mình không biết là mình cần đem theo ai. Đem theo còn mấy người dư lại sẽ cho xài ông bờ xóa cái bệnh này đi. Trừ 1500 để solo. Xong rồi chơi game alo. Xong rồi nổ trắng được. Rồi. Rồi ông nội nào nãy dính ngứa tay cúp đồ nè. Đậu không hơi ghê, hơi nguy hiểm á. Mấy sờ sờ nó đi vô map đó sờ sờ hơi ghê đó. U. Húp. Quả này má Yuchi mạnh điên. Quả này Yuchi vô được Andre rồi. Rồi chém người có hút máu anh em ơi. Húp cái này. Cái này là gì đây? Cộng 50 đồ đánh cận chiến tăng xuyên giáp. Cái này cho Yakino mạnh nè. Đánh xuyên giáp còn giảm giáp luôn nữa. Đủ cái này tính ra không có hiệu ứng xấu luôn á. Đánh xuyên giáp còn giảm giáp nữa. Này là bút phản đam à. Cái này là bút phản đam. Nhưng mà mình ăn đam nhiều hơn. Mình bút trong đội phản đam. Nhưng mà tôi biết cái này ngon quá liền. Ý chiếc mạng mua hai cái lỡ bấm hai cái. Nhưng mà cái nắm đấm này cũng ok. Đồ xanh mà. Ồ húp. Thôi nghèo lại rồi. Mới giàu giờ nghèo lại rồi. Ok xong. Mình nâng lò rèn của Di lên luôn đi. 30 rồi. Nâng được hai cái lên level 3. Ok. Đợi nâng lên level 4 nữa là đẹp. Xong. Ủa đi một map lên tới số 1 luôn à. Sách này có rồi. Hồi nãy tính ra đu vô đây tôi lút quá trời đồ xanh luôn á. Ok. Đợi khi nào mà có mấy người gần full lên đây level 2 thì đẩy vô đó tiếp. Nên đem đội hình full cấp anh em mà map khó quá liền. Thì lút được mấy cục kia nó đi bút mình nữa. Khá là nguy hiểm luôn. Xong. Ok thì hôm nay video tới rồi. Cảm ơn anh em đã xem. Nếu là thích hãy để lại một like, một subscribe. Tạm biệt anh em và hẹn gặp anh em ở video sau. Chi cầm cái này vô đậu thần kiếm mà mặt nạ nó nấy má chém điên lắm anh em, chém ghê lắm á. Rồi tôi coi cái hình re này cộng nhiêu đam, nó không ghi gì. Thôi tập sau khi nào ra trận được tí bị test. Dự chi mới level 3 để nào có tiền nữa nâng vũ khí chi lên. Có khi tiếp theo tôi nâng cái đống này để giảm tiền đó. Bây giờ bắt đầu nâng cái này ngàn mấy nên giảm trước, giảm dần rồi nâng. Bây giờ chắc là nâng giảm hết đi.
nâng giảm nó đi rồi tiếp tục nâng lên level 4. Farm mấy thằng dưới level 1 dưới đã. Từ từ. Này Nasi nè. Cảm tử quân Nasi nè. Vexi, biến thành Nasi. Thêm một con Vettel này là đó, giờ có thêm heal lo cho mấy tân binh ở dưới được duy nhất. Vettel rồi. Duy nhất. Ok. Hôm nay hơi mệt nên nói chuyện nó cũng hơi chậm chậm xíu nữa. Làm sao? Dù sao cũng đủ tỉnh táo để hoàn thành được một map khá là khoai. Xong, thôi tạm biệt anh em nhé.